Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay lột xác đầy tinh tế dưới một cái dàn chân hai đĩa. Cái chiếc quay độ hôm nay, một cái trường phái bảo hòa, ngày càng xuất hiện rất nhiều bản độ trăm xe như một. Tuy nhiên, cái chiếc xế độ đến từ cái bản Lý là một cái trường hợp hoàn toàn khác biệt. Khi anh ta đem đến một cái diện mộc có 102, hoàn toàn không đụng hàng giúp bất cứ cái bản dọn quay nào khác. Phiên bản bay độ đến từ người chủ sổ chân mình làm cho anh em không khỏi trầm trồ với những chi tiết sơn dệt áo nhám thành cái dệt áo bóng một cách đầy táo bạo. Ví dụ như chúng ta đang thấy cái phần bờ cổ ngay dàn tay lái hiện được sơn từ gam màu đen nhám sang cái màu đen bóng. Cái màu da trời mới ở phần bờ cổ sẽ che đậy những vết tích phát sinh trong quá trình xử lý để gắn được đồng hồ Casio dành cho cái dòng Instagram cái đời từ 2005 đến 2010 và cái đồng hồ Dobon của Takawa. Ngoài ra ở đây chúng ta còn thấy thêm cái sự hiện diện cái cụm công tắc của Hennequist có tới 7 nút nhấn cho phép người chủ bổ sung vô số chức năng. Cái cụm công tắc Hennequist hiện được khắc phục nhược điểm của cụm ga Dono, đó chính là không có cái nút để máy như cái cụm ga Zin. Cái cụm ga này được xây một cái thế nằm ngang, bao bọc bên dưới là cái cụm năng của Remo Asset, tóc lên được đẹp hầm hố thể thao giống như cái dàn tay lái của chiếc mô tô phần lớn. Một cái điểm đặc biệt nữa của chiếc quay độ đã góp mặt không nhỏ trong việc giúp bản độ cho nên khác bị số đông, đó chính là có thêm cái cụm con. Thực hiện cái chuyển đổi liên hợp con tự động sang liên hợp cái con tài thì anh chủ đã phải xử lý lại phần đốc nồi, đồng thời thực hiện cải tiến bên trong phần nồi xe đem đến cái cảm giác là bốc hơn. Cái cụm con anh ta tận dụng là cái dòng đồng nồi em đi cùng với khúc kẽm được chăm chút bằng khúc kẽm của Rainbow Asset để xây dựng một cái bố cục nó liền đạt chiếc cụm thắng hàng hiệu bên kia. Vẫn im bẩn cái chiếc quay có sự hiện diện chịu lực Holin hành trình 120. Đây là cái mẫu cũ, nó khác biệt mẫu chịu lực đời mới bây giờ là vị trí nắm chỉnh vô cùng cổ điển. Hiện tại được canh chuẩn để phát huy được khả năng ổn định tay lái và khai thác triệt để cái hành trình tay. Nếu như anh em thường thấy lựa chọn cái dòng niền bạc gắn liền với những cái phụ tùng dành cho nguyên bản dành cho con xe cưng, thì người chủ cái chiếc quay đồ hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta tiến hành nâng cấp những cái gam màu táo bạo hơn, sơn đen như món phụ tùng dàn chân như vỏ phục đùm cấp vân, chỉ để tông sẽ tông với cái phần niền của Thái Boy đen tiền cứng cáp. Cái đĩa của TBT đi cùng với con heo Rainbow Drift 2 bit phiên bản Nike ở trước là hai cái món phụ kiện dễ dàng nhìn thấy và có khiên cộng ở dòng được làm bị mất dạng. Ta thấy nó không ít người ngơ vực anh chủ đã có phần giá heo và đĩa lên cho đẹp mà thôi chứ không sử dụng tới. Tuy nhiên thực sự hoàn toàn không phải như vậy. Khi người chủ cố tình bố trí ở dầu heo bấm đầu inox ở cái mặt lưng cái chú heo dầu hàng hiệu và dời ốc xả gió lên cái mặt trước để dấu nhiệm đi ở dầu trước làm cho dàn chân trở nên gọn gàng hơn. Hệ thống thắng đùm sao nguyên bản đã vắng mặt để nhường chỗ cho những trang bị phần đĩa như là cái đĩa của TBT 220 đi cùng hai cốt Rainbow Drift 2 bit phiên bản Nikken. Bên đạp hệ thống giải dầu cũng được cất giấu rất kín đáo để người xem không bị bối rối khi nhìn ngắm. Cái phục sau của chiếc quay hôm nay đã được nâng cấp thành phục Holin với cái mã HO110019 với chiều cao tương tự phục Zin nhưng đem đến cái khả năng nhúng rất êm ái và ổn định, đồng thời ngăn cái tình trạng đuôi xe bị chao đảo khi lực thắng là quá mạnh bởi hệ thống thắng đĩa sau. Che sinh trần XR của cái chiếc quay độ hôm nay không chỉ khoe được cái bộ đôi đĩa sơn tải và cái đĩa CNC bắt mắt mà còn hạn chế tình trạng lò xo bị cả cứng trong quá trình nhúng nhảy. Một hiện tượng thường xảy ra đối với những anh em chơi xe không khi nâng cấp phục Holin nếu người gắn không biết xử lý khéo léo. Cái bên trong động cơ của chiếc quay độ hôm nay ẩn chứa bài độ 54 CC mạnh mẽ đem tới độ bốc cái độ tốc độ tối đa yên biệt so với cái động cơ nguyên bản. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. X4 105 dọn chuyển cái này mới gọi là đẹp. Cái bản dọn hôm nay được mình tìm thấy lấy cái tông màu trắng làm chủ đạo. Cái chiếc Instagram độ đấy mình lấy toàn bộ chiều màu bên ngoài theo một cách đi kiểu nhẹ nhàng nhưng rất là chất chơi. Độ là cái đồng hồ Casio đầy cá tính, tích hợp nhiều tính năng hơn so đồng hồ Zin như khả năng đọc tua máy, báo nhiệt độ và bảy màu sắc nền cho người dùng thay đổi. Hai bên là cụm công tắc của Hennequist rất quen thuộc. Trang bị cho mình cái cụm thắng của Rainbow Asset Costa Costa để kiểm soát cái phần phanh trước dễ hơn. Trên cụm còn tích hợp rất nhiều tính năng phụ khó tìm trên những cái dòng tàu thắng Zin như khả năng chống gãy, tăng chỉnh được biên độ tàu thắng. Phía ngoài còn trang bị cụm gãy active đến từ Nhật Bản có mức giá hơn 2 triệu. Nhìn xuống dây chân ta thấy cái sự quen thuộc ở dầu heo kết nối với con heo của Phanh Đồ 2 biết đá xứng đi cùng đĩa gaffer bắt dự đùm không có rộng CNC. Đây là có combo phải nói là quốc dân hiện nay, mức giá cũng dễ chịu, có sẵn phát heo thất lòng không cần phải mua rời cũng rất tiện lợi.
Chỉ vị trí phụ của S bình dầu rời phía sau sẽ bấm được sản xuất dành cho các dàn XTM sử dụng, giúp chiếc xe ổn định và chạy tốc độ cao rất là tốt. Và cái dàn chân được hạ xuống cái bánh căm cho nhẹ nhàng, với phần nền của XL đen làm chủ đạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, subscribe.